Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay say công nông lại tiếp tục đi lên đồi chở trúc nha anh em. Lên hai xe nha anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Lên đường này rất là dốc mọi người nha. Con này là con xe mới của gara Đông Xuân đấy, gấp đôi lắp xích đơn nha anh em. Lên dốc là cực kỳ là khỏe luôn anh em ạ. Đấy. Anh em thấy gì chưa? Đó. Lên rất là mạnh nha anh em. Đấy, hôm nay trời mưa mấy hôm rồi đường hơi bị trơn. Đó. Khó nè. Đó, pan rất là mạnh nha anh em. Tiếp tục ơi. Thế này thế. Mạnh nào. Mấy hỏng hết đường. Đó, đã lên được một con nha anh em. Vẫn còn một chiếc. Đó. Con này lên số 3 rùa nha anh em. Thì bác khỏe vào nhá. Mắc cái bánh bên trên rồi. Phá phá mất tôi à. Pan đấy luôn à. Có xích đôi đi hơi khó nha anh em ạ. Ban đấy luôn rồi. Tơi đi. Cố gắng tơi tí ơi.
là chuẩn bị tơi nha anh em. Mấy hôm nay trời mưa quá không lên đường anh em ạ. Kê một bánh rồi nha, dưới kia lắp xích cái bánh bên trong nó kê lên thì là không lên được anh em. Hôm kia lấy xích ra nhé, lấy cáp ra nhanh quá. Đó. Xem công nông lấy đà nha anh em. Đấy. Lấy đà nào. Ok. Cố lên ngóng.